đúng rồi, mình ngủ mấy vụ mà buồn ngủ rồi là đạm này nó cũng hết á. Ngủ nhưng mà có nằm không ngủ được thì đêm mới ngủ thì ngủ đêm thôi, ngày ít ngủ lắm. Cái này nó cũng là liên quan với con mắt nha. Dạ. Yeah. Yeah. Mắt nó hỏng, cái này chân này. Tay các thứ nó hỏng hết. Mấy này mình quấn, yeah. Mắt xa, quấn yeah. Cho nó tan vậy. Dạ. Yeah. Chết. Massage cho nó đã thông việc đó ha. Nó tắt. Biết sao là mình làm này á? Thứ nhất là cái tiếng mồ hôi của nó ra nó sẽ là nó sạch, tiếng mồ hôi sạch đúng không? Dạ. Yeah. Khi mà nó đi nó chảy xuống mắt mình á, dù sao nó cũng đỡ hơn lúc mà mình chưa làm. Dạ. Yeah. Vậy thôi. Giống như là phương pháp massage ha. Ừ. Cái này là quấn địch, quấn từ xa nè. Dạ. Yeah. Ngang nó luôn. Cái này là những người gym son á, mà quấn mấy chỗ này nó cũng tan son á nè. Dạ. Đó, với chỗ này nè, chỗ này nè, chỗ này nè. Ừ. Đây nữa nè. Đó. Dưới ai sau gáy. Sau gáy nè. Nè. Son ha, như phần này luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Thấy sao, thấy sao không? Thấy sao không? Làm chút xíu mà biết. Nghe nó có giãn, thấy có nhẹ không cô ha? Có cái nó nặng nhẹ. Dạ. Bác sĩ chắc nói chuyện đâu á. Bác sĩ hình như là cả một đời cô, đi bệnh viện. Là cô trong người con bị gì cô? Bị sao cô? Nhức mỏi tê hay sao cô? Trong người của cô hiện giờ là cô bị gì? Trong người thì nó cái đầu tí. Dạ. Bây giờ chủ yếu là cái chân này này, nó tê. Dạ. Chân nó tê. Tê ha. Yeah. Cô năm nay là u 70 chứ cô? Tuổi 70. 70 mà con thấy cô tướng cô cũng tốt người quá nè, đẹp lắm quá nè. Cô có từng đi bệnh viện gặp bác sĩ gì không? Không. Không ha. Chưa đi khám bệnh viện nhưng mà có tiểu đường đấy. Dạ. Ở nhà xét thì cũng có tiểu đường thôi nhưng mà chưa đi bệnh viện nào hết. Ừ, là cô ăn chay luôn hả cô hả? Vâng. Bao nhiêu năm rồi cô? Cũng khoảng độ năm nay là sang năm thứ 27 à. Dạ, ăn mới có 27 năm rồi ha. 26, 27 năm. Được về non thôi, chưa được về dày. Dạ, 27 năm. Về non chứ chưa về dày. Nhìn cô 70 tuổi về đất là đẹp lắm. Cái tiểu đường đó là cô này nè. Dạ. À, cái tay cô làm này nè. Để làm trước cho cô coi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè. Bóp chân vậy đó ha. Rồi xung xui lấy nắng nè. Nhắn nó để cho nó giảm đường hay sao này? Không phải, cái này là nó hệ thống nguyên, nó là cơ quan để nó tiết ra chất men để nó tiêu hóa những cái thức ăn, hiểu không? Yeah. Nó như vậy thôi, tại vì mình uống thuốc rồi nọ, cơ quan này từ từ nó sẽ là làm biến, nó không làm. Yeah. Bây giờ mình phải kích thích nó lại. Yeah. Hiểu chưa? Nói vậy, cái này cô ăn uống, bất cứ ăn cái gì, uống cái gì trong cái khoảng 5 phút á, cái khoảng 5 phút này cho tới 6 phút trong cái khoảng đó nó cô làm gì đó. Tôi chỉ bóp như nè, 1 2 3 4 5 6 7 là xin nhắn gì, 3 lần gì đó. 1 2 3 4 5 6 7. Ăn cái gì, uống cái gì. Đó. Thì cô làm đó đi. 1 2 3 4 5 6 7. Chị làm gì đi là trong một cái khoảng thời gian khoảng chừng một tuần hoặc nửa tháng là chị đi coi đường huyết này. Cái này rất là dễ làm nha bà con. Thầy hai chỉ cho bà con mình cái phương pháp tự làm ha. Rồi tiếp tục là làm giải quyết con mắt của chị. Dạ. Yeah. Mắt của cô là nó kém hay sao cô? Hay là mắt kém. Dạ. Yeah. Nhưng mà con không thấy cô đeo kính nha, cô bị cận không? Cái mắt này thì thay thủy tinh thể thôi, còn cái mắt này là mắt tai nạn cũng phải được 40 năm rồi, hơn 40 năm rồi. Dạ. Yeah. 40 mấy năm rồi thì nó mờ chưa xử lý. Dạ. Yeah. Cái mắt bên này thì thay thủy tinh thể cho nên không cần phải đeo kính.
Dạ, dạ. Không dạ. Đọc kinh nữa, không phải đọc kinh nữa. Gì ha? Dạ. Cũng cô ở Đà Lạt hả cô? Mình ở Hà Nội chứ. Hà Nội ha, dạ. Hà Nội. Mình làm gì làm, còn cái mấy cái này thì mình không phủ nhận cái công trình đó ra. Dạ. Nghiên cứu rồi này nọ, ra dạ. Rồi nọ nè. Dạ. Mình cũng phải biết kết hợp ha. Dạ. Này, cái dũng con mắt của cô ở đây nè. Nè. Vừa nhỏ, vừa mình trà cái dũng này. Đó. Tại vì cái dũng này á, nước mắt á, dũng chế nước mắt nè. Nó bị lợn cợn, lúc mà mình mở mắt lên, nó lợn hút lên. Thấy không? Mà nó hút lên không được, do cái, những cái lợn cợn đó chứ không? Đó. Đó. Do cái phần tiếng nước mắt mình nó không được trong, nó không sạch, đúng không? Rút lên nó khó, bởi vì nó làm con mắt mình nó bị khô. À. Đó. Cho nên mình đã thông những cái huyệt đạo của mí mắt ha. Mí mắt. Dạ. Này là thuốc nhỏ mắt hay sao đây? Thuốc nhỏ mắt. Dạ. Nó vừa nhỏ vừa gửi luôn cái này nè. Dạ. Nhưng mà cái này sử dụng hạn chế này, chứ không có được sử dụng liên tục nè. Dạ. Xuống lắm rồi ha. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. À, cô đừng có gồng với cho. À. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Dạ, thả lỏng, thả lỏng rồi ha. Dạ. À, quê cô này, cô hỏi quê thầy ở đâu thầy? Ở Long Xuyên đó thầy. Ở Long Xuyên. Nhưng mà giờ thầy về núi. Về núi Thả lỏng rồi, thả lỏng rồi, thả lỏng rồi. Dạ, tu tại gia và tu ở núi rồi. Chứ không còn tu ở đồng bằng nữa. Dạ. Về núi Cấm. Dạ thì cũng mơ cái cánh bên chưa, kia. Chưa có gọi là tu nhưng mà lên đi giúp bà con thôi. Dạ. Nói vậy. Thả lỏng, cô thả lỏng rồi hả? Thả lỏng. Rồi, coi bụi trên này nè, coi coi mấy cái màn nước nó ra nữa không? Dạ. Giống không? Nè, cái chỗ này, dạ. Cái đầu gói nè ha, cái đầu gói nè. Dạ. Rồi, sớm, tôi làm này là cái đầu gói của chị nhẹ luôn đó, cho chị hay đó. Dạ. À. Đầu. Ừ. Ở trên này. Thích hay vô cả. Thả lỏng rồi, cái gì hết thay thoải mái đi. Thay ra vô. Làm mắt mà không có làm tay á, ha. Thì nó có nghĩa là nó không có được đồng minh. Dạ. Yeah. Vậy thôi. Bây giờ là tay với mắt là nó liên thông với nhau cái thầy ha. Tay mắt mũi họng. Ừ. Thả mình ra, thả mình ra, thả mình ra, thả mình ra. Chị thả mình ra. À. Cái này á, mình làm á để cho cái tiếng nước bọt á, nó sẽ là nó đưa lên, nó bơm lên trên cái mấy cái dũng mắt này. Hiểu không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi nó mới nuôi con mắt. Nó vậy thôi. Cái này là hậu cần từ xa nè. Dạ. Thành ra làm cái clip này nó có gì nào mà học được thì cứ việc học nha. Dạ. Yeah. Là học tiếp tôi chứ mình ăn tôi thì là không có nổi đâu. Coi như là thầy cũng muốn chia sẻ để cho bà con mình xem để mà học cái cách có thể tự làm cho gia đình ha. Đúng rồi. Tự làm. Cái là mình đầu tiên thì mình đã thông các huyệt ở quanh mí mắt, xong rồi tới phiên quanh vòng lỗ tai, quanh vòng lỗ tai để mình xử lý mấy cái tiếng nước bọt cho nó, hiểu không? Dạ. Yeah. Tiếng nước bọt để nó lên nuôi ha, mấy cái tiếng con mắt. Dạ. Rồi thấy tiếp theo là cổ luôn thôi ha. Rồi, sao cô thấy xong rồi, hít thở ba lần cho mới biết. Vậy đó.
Rồi đứng dậy con rồi. thấy như sao con thấy nhẹ nhàng không con? Sau khi được thầy massage nhẹ về bên mí mắt, về trán, rồi lỗ tai, cô cảm thấy nên có nhẹ nhàng hơn không? Nói chung là do chắc bị tắc lâu ngày đấy, nên là mắt tôi là mắt tai nạn, cho nên là chưa sửa lại, cho nên là khi mà thầy bấm huyệt cho các thứ như thế thì nói chung nó nhẹ nhàng đi, nó đỡ hơn. Dạ, cảm ơn cô nha. Chú làm những chân nữa hả? Rồi, tiếp theo thì thầy hai sẽ chỉ cái phần mà cô bàn chân của cô hay tê cái gì. Dạ. Hay tê ở khu vực nào cô? Từ cái chỗ bàn chân đi lên đây. À, khu vực nửa là bàn chân đi ra phía trước nha. Là hay bị tê cô hả? Vâng, tê, bây giờ nó đang tê đây này. À, bây giờ đang tê luôn. Đang tê. Dạ. Cái phần mà tê vậy là do cũng máu huyết không lưu thông ha thầy ha. Do cái hệ thần kinh trung ương nó chuyển xuống yếu. Dạ. Ít hơn mình cần phải. Chuyển xuống yếu cho nên là chỗ đó nó không được bơm máu cho nên nó bị tê. Chứ còn được mấy đầu ngón chân nè, hồi nó xử lý mấy đầu ngón chân nè. Dạ. Tại vì mấy đầu ngón chân nó là cái dĩa điện, nó giống như là một cái cục thun. Khi mà cái tạ đóng xuống thì phải có cục thun nó mới lên được. Nó đưa máu lên được. Mà do mấy ngón chân bây giờ mình chỉnh trên cái phần trên này trước thì sau đó mình chỉnh ở dưới sau. Dạ. Có nghĩa là chỉnh cái bát dầu ra. Mấy cái đóng cọc bê tông vậy anh biết không? Dạ dạ. Giờ mình chỉnh bát dầu trên này sau đó mình mới chỉnh ở dưới. Con người là một thể thiên nhiên mà. Dạ. Vậy là mình chỉnh cái bát dầu cho này trước ha. Trung ương. Cái này gọi là hệ thống thần kinh trung ương. Dạ. Coi như là đẩy những cái nguyệt cho nó thông lên. Đẩy mấy đường kinh. Dạ, đẩy mấy đường kinh nguyệt ha. Mấy đường kinh chứ nguyệt gì. À, mấy đường kinh. Rồi tiếp theo thì thầy hai sẽ lọc máy này cho nó dùng một cái dụng cụ để mà thông kinh ha, thông mạch, thông mạch ha, thông đường kinh. Dạ. Giống như mình rẽ mấy cái đường kinh mạch ha. Dạ. Rồi nó có đứng gì đây các bạn tay chưa? Đã cho nó thông ở trên ha. Tê cái chân nhưng mà đã thông ở trên, trên đầu. Mới có phần 1 thôi ha. Tiếp tục còn những cái phần ly kỳ nữa ha. Thầy là thầy hai dùng cái muỗng. Dạ, cái muỗng này không biết để làm gì đây. Đưa đường chân đây. Dạ. Muỗng. À. Chúng ta cầm một cái lóng ta, một cái lóng đầu tiên giơ lên, bẻ xuống. Dạ. Dạ. Sao bằng thầy? Nhân duyên. Cái chị nó bị kẹt này nè, bên ngoài này không có, trong này rồi. Ở trong nó lần cận nha. Đúng rồi, mấy này đó em làm. Không thể làm được. Mình làm mình đau, mình không nằm đau mình dừng. Thầy làm là hết năng lượng luôn, biết được. Chứ còn cũng ngay chỗ nào mà đẩy vô mà nó lần cận là biết rồi, là nó không thông rồi đó. Không muốn đi nữa. Tôi để thả lỏng này, thả lỏng này à, đúng rồi. Thả lỏng một câu ha.
Rồi, để hai dùng cái muỗng. Cái muỗng để làm mấy cái đầu ngón chân cho nó thông ra ha. Cái này dùng thập chỉ liên tâm cũng được, nhưng mà nó lâu. Dạ. Dùng cái muỗng này để là nhanh hơn ha. Mà nó hiệu quả. Dạ. Cái kia để dùng cho những người bị tai biến. Dạ. Còn là mình làm này. À, mấy cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái đà mà cổ rồi nữa nha. Dạ. Đỡ rồi đấy, cứ làm từ cổ lên cho nó đỡ rồi. Đau thì phải chịu thôi chứ sao nè. Đau vừa phải à, chứ đâu đau nhiều đâu mà phải lo. Đỡ chứ, làm thầy làm vì đỡ. Mình chả có bệnh viện nào đâu, bao nhiêu đài với lại cái thứ nó nói trên YouTube đấy, mình nhưng mình không có đâu cả. Yeah. Sống giữa thủ đô mà lười đi bệnh viện lắm. Yeah. Thật đúng là chưa đi đâu thật chứ đâu phải. Về đây toàn châm cứu chị Tư hết à. Kể cả đau lưng, kể cả rứt mỏi các thứ, về đây chị Tư có châm cứu hết, không có để đâu. Xuống. Nó đỡ rồi này, dưới này nó hơi cầm bì bì một chút ạ. Toàn chị Tư hết, không ai làm nữa. Đẩy vô là biết ngay đầu gói nè, nguyên cục đó ha. Ngay đầu gói nè. Đó. Mình thế cái gì? Vì cái đầu gói nó khỏe được. Dạ. Dễ nguyệt. Đã thông nguyệt đạo. Những cái chỗ nào mà những cái chỗ nào mà nó ngạt thì chắc có lẽ là mà ngày cứ bào lên này bấm vô nó hơi thốn hay còn hả? Cái 50 thốn thì nó mới đau. Nó đau xong nó đau sự đau ấy, nó còn mình chịu đựng tốt hơn này, nó cứng này. Càng ngày cứ bào lấy cái tay vào này, 50, 50, 50, 100. Cũng làm hàng ngày nhưng mà nó không lại được với thầy làm nó chuẩn hơn, nó đã hơn. Một thứ hai là nó mạnh tay hơn chứ mình làm đau là mình thôi. Dạ. Rồi, giờ đẩy chân xuống à. Giờ đẩy chân xuống cô. Nó đỡ cái được. Cái này thì hơi đau cái hên này một chút cũng đỡ đấy. Đang gọi cho cô. Cô đi lên đẳng đi, rồi để ghế ra đây thôi. Đỡ đâu cô. Đi rồi. Đỡ đi đấy, và bây giờ còn bấm được đấy. Cô không đi là coi như không bấm rồi. Bấm được à, phải không? Vâng, bấm được ạ. Đi bấm đất rồi. Chị ngồi. Hôm qua đi không bấm được. Hôm qua đi là nó sàn người ta hơi ướt, cái là ghê. Dạ, là nó tê, còn không có bấm được ha. Tê không đi được. Cái gì mà đi sàn đá hoa là sợ lắm, phải có rét. Dùng dừa không nha? Dùng dừa ạ. Chị dịnh cái dai chỉ mà đừng để ngoài như vậy. À, để chỉnh phần này lại. Cho nó thông từ cho nó xuống luôn ha. Chỉnh này mới đi nhanh được. Cái giò đi nó mới tự tin được. Giải quyết mấy cái vụ giữ chung này cái này rồi. Dạ. Nó bị dướng trong này.
hết rồi. Dạ. Dở chân lên ra nhẹ không? Dạ. Quá nhẹ. Nó bị tắt, nó nhiều lúc nó chuột rút á. Nguyên một phần dĩa đệm mà nó nằm ngay quỷ chung luôn mấy vậy. Ừ. Đây nữa nè. Bấm vô là mình có cái phần dưới chung này thì nó hơi khó chút. Dạ. Cái chỉnh. À, xong rồi đó. Trời quá vậy mà coi. Nó mưa đập hả? Nhẹ nhàng hả cô hả? Đi là cái chân cô là nó nhẹ rồi. Bấm không được, bấm được cái này. À, bấm mấy đầu chân được ha. Bấm cái đầu. Dạ. Nó tê, nó tê cứng. Quá êm. Rồi cho thầy nghỉ giải lao chút nha. Dạ, nam mô Phật, cảm ơn thầy hai nha. Dạ. Yeah.